Thưa quý vị, phát biểu tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đến việc chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, khen ngợi những tấm gương người tốt, việc tốt, giúp đỡ cộng đồng xã hội. Một trong rất nhiều câu chuyện cảm động đó là nghệ nhân khuyết tật Hoàng Thị Khương, người vẫn ngày đêm đào tạo nghề cho nhiều người đồng cảnh ngộ, thoát nghèo bằng nghề thêu truyền thống của quê hương Quất Động. Bằng nghị lực sống kiên cường, niềm say mê sáng tạo không ngừng, nghệ nhân Hoàng Thị Khương đã sáng tác những bức tranh thêu tay đoạt giải cao vươn tầm thế giới. Mong ước của bà là giúp đỡ được nhiều người đồng cảnh ngộ hơn nữa để không ai bị bỏ lại phía sau. Đây là xưởng thêu của nghệ nhân Hoàng Thị Khương. 10 người thợ thêu đang miệt mài với công việc. Nếu không giới thiệu, chắc không ai nhận ra những người phụ nữ đó đều là người khuyết tật. Có người khuyết tật vận động, có người khuyết tật về trí tuệ. Họ đều là những người có hoàn cảnh khó khăn. Cùng vào mái nhà chung này, được nghệ nhân Hoàng Thị Khương giúp đỡ để có công ăn, việc làm. Trông thì nghĩ là đơn giản nhưng mà cũng không đơn giản. Nó nắm lúc nó còn phải nhìn làm sao cho chuẩn. Nên có những lúc các chị em bị trí tuệ thì người ta mệt mỏi thì mình lại phải dừng. Có những lúc mình phải động viên làm sao để cho chị em cùng có những cái nỗi vượt khó vươn lên để làm được những cái sản phẩm. Không những phù hợp bản thân mình mà đến đây gặp nhiều người cùng hoàn cảnh với mình thì mình cảm thấy tự tin hơn trong cái giao tiếp. Nhiều sản phẩm của mình làm ra thì rất nhiều người cũng thích, cho nên là tất cả các bạn ở đây là cũng đều theo cùng với mình, nên là mình cảm thấy cũng tự tin và tự hào vì mình đã làm được lên một cái sản phẩm gì đó. Mới vào nghề thì là cô sẽ phải hướng dẫn rất là kỹ về các cái đường chỉ, phải đi theo đúng cái đường mẫu in ở trên vải. Sinh ra vốn khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác. Thế nhưng, khi được 3 tháng tuổi, chỉ sau một trận ốm nặng, một bên chân của Hoàng Thị Khương bị liệt vĩnh viễn. Gia đình vốn có nghề thêu tranh truyền thống. Chính vì thế, ngay từ nhỏ, Hoàng Thị Khương được tiếp xúc và yêu những đường kim mũi chỉ từ lúc nào không hay. Lên 8 tuổi, Hoàng Thị Khương được mẹ dạy cầm kim và thêu những mũi chỉ đầu tiên. Bằng nghị lực sống kiên cường, niềm say mê sáng tạo không ngừng, nghệ nhân Hoàng Thị Khương đã cho ra đời những bức tranh thêu tay đoạt giải cao. Các chị, các em là cũng muốn em bán đi để có tiền, nhưng mà bạn này bán cương quyết là bán không, bạn mà các bác khỏe thì các bác làm gì được, như em đây không có thực tế, không ai người ta tin, nói thì không biết nói, mà lại để bán đi thì em còn cái gì, cho nên là bạn ấy giữ lại tất những cái mà bạn được giải và những cái gì bạn ấy thích là bạn ấy để lại. Với những nỗ lực và cống hiến cho những người cùng cảnh ngộ, năm 2016, nghệ nhân Hoàng Thị Khương được bầu làm chủ tịch Hội Người Khuyết Tật huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Làm tốt vai trò của mình, nghệ nhân Hoàng Thị Khương cùng các thành viên trong hội đã tổ chức nhiều chiến dịch quyên góp, tặng quà hỗ trợ đến các gia đình có người khuyết tật để động viên và chia sẻ. Bên cạnh mong muốn gìn giữ, quảng bá và phát triển nghề thêu tay truyền thống của quê hương, mong ước của nghệ nhân Hoàng Thị Khương là có thể giúp những người đồng cảnh ngộ nhiều hơn nữa để không ai bị bỏ lại phía sau. Bà chính là một trong những tấm gương người tốt, việc tốt đáng quý để mọi người noi theo.